Nè, trứng gà mới vừa hấp xả xong nè. Này giờ mình đập nước đá vô. Đập đá vô chi mẹ? Cho nó giòn đó. Giờ đập nước đá vô. Là mình mới vừa hấp xong á, mình đập nước đá vô rồi. Giấm với đường bác mình ngâm đó, tí xả tắt gừng ớt lạnh quá lạnh quá nội đập răng hả. Giờ mình ngâm á hả? Ngâm bao lâu rồi? Một hồi cho nó nguội cái chân gà, nó thấm cái cá vô nó lạnh rồi cho mình thấy. Rồi. Ăn giấm với đường để nguội thịt nguội mới đổ nó vô. Bây giờ mình sẽ làm nấu nước giấm đường rồi nước mắm để một mình chén đường. Chén đường nha mấy bạn. Chén nước mắm, một chén giấm. Chén đường, chén nước mắm, một chén giấm. Hai chén nước, một chén nước mắm, một chén đường rồi mình đổ chén nước mắm vô rồi thêm một chén giấm, hai chén nước nữa nha mấy bạn. Thắng để nguội rồi mình sẽ ngâm với hấp vô keo, ngâm với chân gà, đi mình bỏ tắt với ớt vô nữa, xả tắt ớt. Rồi đó, bây giờ là thế này là một chén giấm nha mấy bạn. Mình lường bằng cái chén á, mình lường một chén đường, một chén nước mắm, một chén giấm, hai chén nước. Rồi mấy bạn nấu lên, nấu đến khi mà mình, nó tan ra hết xong á, mấy bạn để nguội. Giờ cắt xả lát lát ra nè. Rồi mình chuẩn bị ớt. Rồi tắt lấy hộp ra. Đó, tắt chích hộp ra. Để lát mình ngâm với chân gà. Đi đâu vậy nước? Chân gà sao ta? Trên. Chuyện đứng hả? Bây giờ mình xách chân gà vô hủi nha mấy bạn. Để lát cái mình rót nước giấm vô. Quay cái chân đổi chân lại. Nói cái mình sẽ bỏ cả với ớt đi. Cắt lớp ra chân gà đi, bỏ luôn lớp xả với ớt đi. Lấy thêm cái bịch ở trong tủ nữa kìa. Bịch trong tủ lạnh á. Gà nè, gà nó kể là tắm với uống à. Quá trời gà luôn. Cho gà vô tắm chung nha. Rồi, giờ mình sẽ đổ nước giấm hồi nãy thắng vô hũ. Ngâm nha mấy bạn. Như đây là 2 kg chân gà.
xíu rồi, nay đi thắng thêm.